Rồi, chào anh em luôn. Nay shop điện tử Anh bên mình lên cho anh em mình mẫu lạnh xung, chuyên da trơn dễ mềm nha anh em. Mẫu này 128D nha, sử dụng với 8 biến áp nha anh em. Mẫu này 8 biến áp nha. Rồi, em test cho anh em mình nghe tiếng máy nha. Khi anh em mình đi cái da trơn là như cái chê á, cái chồng cái chê, chê trắng, chê vàng á, anh em mình đi giới hạn cho em là 6 biến áp trở lại nha. Em đang cố định 2 biến áp nè, bật lên gì là 3 biến áp ha. Cá mới thì anh em mình đi 3 biến áp là ok nè ha. Còn cá nó vàng tí anh em đi 4 ha. 5 ha, 6 ha, 6 biến áp này là của khu vực cá chê ha. Đấy. Tiếng máy rất là nhỏ nha, em có nhúng keo nó rất là nhỏ nha. Rồi, khi anh em mình đi cá lăng ha, cá lăng cá dầu đếm rồi ha. Thì anh em mình chỉnh hết cho em là 8 biến áp ha. Đấy, anh em mình chỉnh cái tiếng băm cho nó nhanh lên ha. Này, vậy là cái mẫu này là lên sắt lá còm ha, sắt lá còm cá chép. Da trơn dễ mềm ha, mì dinh mì dảnh đâu lên rất là đẹp nha. Rồi anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0977887030 ha. Mẫu này đi cá chê thì anh em mình đi 6 biến áp cho lại nha, là bật công tắc này xuống ha, là tắt biến áp nha. Coi mẫu nào đẹp thì anh em mình chỉnh ha. Rồi em quay lại một lần nữa cho anh em mình xem ha. Giá con này là 6,5 triệu nha anh em, 128D. Rồi chào anh em luôn.